Các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết trên kênh VN Tin Tức. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết ngày 2 tháng 2 năm 2024 cho các địa phương trên cả nước. Mời các bạn quan tâm theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm nay và ngày mai 2 tháng 2, tức 23 tháng Chạp, Tết Ông Công Ông Táo, Bắc Bộ ấm áp, trời rét về đêm và sáng, trưa chiều hưởng nắng. Trong đó, Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất có nơi 30 độ C. Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ cao nhất phổ biến 21 đến 24 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa ngày nắng. Miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Tiếp theo là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 2 năm 2024. Hà Nội đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ C. Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ C, khu Tây Bắc 27 đến 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, vùng núi và trung du chiều hưởng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết ngày 2 tháng 2 năm 2024 cho các tỉnh, thành phố trên cả nước.